Xin chào quý vị đã quay lại với kênh Sức Khỏe Gia Đình. Kính chúc quý vị có một sức khỏe vui vẻ trong cuộc sống. Sau đây chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu đi bộ buổi sáng và 10 lợi ích thiết thực cho sức khỏe. Với những ai không thích vận động mạnh như gym, bơi lội, chạy xe đạp vào buổi sáng thì đi bộ vào buổi sáng là hoàn toàn thích hợp. Vậy đi bộ vào buổi sáng có tác dụng gì? Có nên đi bộ vào buổi sáng hay không? Trong clip này chúng tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc cho bạn, đồng thời giúp bạn xây dựng thói quen đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Có nên đi bộ buổi sáng không? Câu trả lời là rất nên. Đi bộ buổi sáng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe của bạn, bao gồm tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa và kiểm soát một số vấn đề sức khỏe khác. Mỗi ngày bạn chỉ cần dành ra ít nhất 30 phút đi bộ, bạn sẽ giảm được 19% nguy cơ mắc bệnh tim. Nếu bạn đang thắc mà là có nên đi bộ vào buổi sáng hay không, thì dưới đây là 10 lợi ích thiết thực của việc đi bộ buổi sáng mà bạn nên biết. 10 lợi ích của việc đi bộ buổi sáng. 1. Đi bộ buổi sáng tăng cường năng lượng cho một ngày dài phía trước. Khởi đầu ngày mới bằng việc đi bộ sẽ mang lại cho bạn nguồn năng lượng năng động trong suốt cả ngày. Nhưng nếu đã quyết định đi bộ thì bạn nên ưu tiên đi bộ ngoài trời nhé. Vì các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, người đi bộ ngoài trời 20 phút sẽ có nhiều năng lượng và sức sống hơn so với người đi bộ trong nhà. Một nghiên cứu khác còn cho rằng, bạn dành ra 10 phút đi cầu thang sẽ mang lại nhiều năng lượng và sự tỉnh táo hơn so với một tách cà phê. Trường hợp bạn cũng đang muốn giảm cân thì đi cầu thang bộ là một lựa chọn hữu ích. 2. Tác dụng của đi bộ giúp cải thiện tâm trạng. Vào những ngày tâm trạng buồn, chúng ta thường nhâm nhi vài ly rượu hoặc ăn một chút đồ ngọt để giảm căng thẳng. Nhưng nếu trong thời gian thì đây chưa phải là cách tối ưu. Thay vào đó, việc đi bộ buổi sáng lại có lợi ích nhiều hơn nhưng không gây thêm thiệt hại gì cho sức khỏe của bạn. Một vài tác dụng của đi bộ trong việc cải thiện tâm trạng như giảm mệt mỏi, nâng cao sự tự tin, giảm căng thẳng, lo lắng, giảm triệu chứng trầm cảm hoặc nguy cơ bị trầm cảm. 3. Đi bộ buổi sáng là bạn đã tập thể dục đủ cho cả ngày. Một lợi ích khác của việc đi bộ nữa là, hoạt động này giúp cơ thể bạn hoàn thành việc tập luyện thể chất tối thiểu mà cơ thể cần trong một ngày. Các hướng dẫn hoạt động thể chất cho người Mỹ khuyến nghị, người trưởng thành khỏe mạnh nên dành ít nhất 150-300 phút tập thể dục cường độ vừa phải mỗi tuần. Vì thế bạn nên cố gắng đi bộ 30 phút mỗi buổi sáng và lặp lại 5 buổi mỗi tuần để đáp ứng được mục tiêu này. 4. Lợi ích của việc đi bộ, giảm cân hiệu quả. Giảm cân là phần thưởng xứng đáng cho những ai thường xuyên đi bộ buổi sáng. Các nghiên cứu cho thấy, khi bạn đi với tốc độ vừa phải trong 30 phút sẽ đốt cháy 150 calo. Nếu bạn đang muốn giảm mỡ bụng, thì tốc độ đi 111-130 bước trên phút sẽ rất phù hợp với mục tiêu của bạn. Để tiện theo dõi, bạn có thể sắm cho mình một chiếc đồng hồ hoặc thiết bị đếm bước chân để theo dõi suốt hành trình nhé. 5. Tác dụng của đi bộ giúp quản lý sức khỏe tốt. Tác dụng của việc đi bộ buổi sáng có thể giúp bạn tăng khả năng miễn dịch của cơ thể, ngăn ngừa và bảo vệ bạn khỏi những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, đi bộ 30 phút mỗi ngày có thể giảm 19% nguy cơ mắc bệnh tim. Nếu bạn đang sống chung với bệnh tiểu đường thì đi bộ cũng có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Những người đi bộ thường xuyên cũng sẽ ít mắc các bệnh nhiễm khuẩn và cảm cúm hơn. Đi bộ đúng cách kết hợp với việc hít thở không khí trong lành sẽ giúp cung cấp cho cơ thể một lượng lớn oxy cần thiết, giúp cho các cơ quan của cơ thể luôn có đủ oxy và máu để hoạt động tốt. 6. Đi bộ tăng sức bền cho cơ bắp. Lợi ích của việc đi bộ có thể giúp tăng cường sức khỏe bắp chân của bạn. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên đi bộ với tốc độ tăng dần từ vừa phải đến nhanh. Trường hợp bạn muốn cơ bắp tăng nhiều hơn, bạn có thể dành thêm thời gian để tập thêm các bài như squat, lung squat. 7. Tác dụng đi bộ cải thiện sức khỏe tinh thần. Đi bộ giúp cải thiện sức khỏe thể chất, và khi thể chất của bạn khỏe thì tinh thần của bạn được hưởng lợi và trông bạn tỉnh táo và nhiều năng lượng hơn. Một nghiên cứu gần đây khi các chuyên gia thực hiện khảo sát những người lớn tuổi, kết quả cho thấy rằng, người lớn tuổi có dành thời gian đi bộ đã giúp cải thiện khả năng nhận thức của họ. Người ta cũng khuyên là khi đang gặp sự bế tắc trong một vấn đề nào đấy, bạn nên đi bộ, đặc biệt là đi lùi. Bởi lẽ đi bộ cũng có thể giúp bạn tư duy sáng tạo hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng đi bộ mở ra một luồng ý tưởng dồi dào, điều này có thể giúp bạn giải quyết vấn đề tốt hơn so với khi bạn ngồi yên một chỗ.
8. Đi bộ buổi sáng giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm. Đi bộ còn mang lại cho bạn một giấc ngủ ngon và sâu hơn. Năm 2017, một nghiên cứu nhỏ đã quan sát những người lớn tuổi từ 55 đến 65 đang phải vật lộn với giấc ngủ vào ban đêm hoặc đang bị chứng mất ngủ nhẹ. Kết quả là những người tập thể dục hoặc đi bộ vào buổi sáng so với buổi tối có chất lượng giấc ngủ tốt hơn vào ban đêm. 9. Đi bộ buổi sáng giúp tiêu hóa tốt. Đi bộ hay bất cứ hoạt động thể thao nào cũng giúp cho hệ tiêu hóa của bạn làm việc tốt hơn. Thậm chí còn tạo cho bạn cảm giác nhanh đói và ăn ngon miệng hơn. Cũng chính vì lý do này mà nhiều bệnh nhân sau khi phẫu thuật, các bác sĩ sẽ khuyến khích họ đi bộ nhiều hơn để nhanh chóng lấy lại sức khỏe. 10. Đi bộ là lựa chọn lành mạnh hơn trong suốt cả ngày. Bắt đầu ngày mới bằng việc đi bộ là cách giúp bạn sống lành mạnh hơn. Bởi vì sau khi đi bộ, bạn sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng hào hứng trong suốt cả ngày. Thông thường, khi cơ thể giảm năng lượng hoặc mệt mỏi, bạn thường tìm đến những đồ ăn nhẹ để bù lại năng lượng. Nhưng là một người có hoạt động thể thao, bạn sẽ hiểu được giá trị của sự lành mạnh và chọn cho mình những bữa ăn healthy hơn. Hãy để đi bộ buổi sáng trở thành thói quen của bạn. Đi bộ vào buổi sáng quả thật đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hiểu được đó, chuẩn bị quần áo đi bộ từ đêm hôm trước, bạn xếp tất và giày cạnh cửa ra vào để bạn không phải đi tìm chúng vào buổi sáng. Đặt báo thức sớm hơn 30 phút, bạn sẽ cần thêm 20 đến 30 phút để thay đồ và di chuyển, nên bạn hãy cố gắng dậy sớm hơn để việc đi bộ được thoải mái hơn. Tìm một người bạn đồng hành, để việc đi bộ được diễn ra suôn sẻ và có tính liền mạch, bạn nên tìm cho mình một người bạn đi bộ cùng, để cả hai cùng tạo động lực cho nhau. Tìm chỗ gửi xe ở xa chỗ làm. Nếu việc đi bộ vào buổi sáng là không thể đối với bạn, bạn có thể tìm chỗ gửi xe ở xa chỗ bạn làm. Mặc dù là ít nhưng sẽ tốt hơn là bạn không có đi bộ trong ngày. Chia sẻ cho bạn cách xây dựng thói quen đi bộ vào mỗi buổi sáng như sau. Những lưu ý khi đi bộ buổi sáng. Nếu đã lâu bạn không đi bộ, bạn nên bắt đầu từ từ. Sau đó hãy tăng dần độ dài và tốc độ đi bộ của bạn. Ngoài ra, dưới đây là một lưu ý bạn cần biết về cách bắt đầu cũng như cách chuẩn bị trước khi tham gia vào bộ môn đi bộ. Khởi động trước khi đi bộ. Bạn có thể bắt đầu từ từ, thực hiện một vài động tác khởi động và vươn vai trước, đừng đi bộ ngay sau khi bạn ăn quá no. Xây dựng kế hoạch luyện tập. Bạn có thể bắt đầu với 20 phút đi bộ sau đó tăng dần lên. Để hình thành thói quen đi bộ buổi sáng, hãy cố gắng đi bộ ít nhất 3 lần một tuần. Chú ý kỹ thuật. Hãy đi bộ với tốc độ ổn định, vung tay tự do và đứng thẳng hết mức có thể. Hoạt động bàn chân nên bước theo động tác lăn từ gót chân đến ngón chân. Giày và tất chuyên dụng. Bạn hãy chọn những loại tất, vớ cô tông dày và thoải mái. Tốt nhất là những đôi giày vừa phải, thoải mái và nhẹ với sự hỗ trợ. Hãy luôn mang theo bình nước, bạn cần uống nước trước và sau khi đi bộ. Mang theo nước khi đi bộ, đặc biệt là khi thời tiết ấm áp. Hạ nhiệt. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ hạ nhiệt sau một thời gian dài đi bộ nhanh. Thực hiện một vài bài tập kéo giãn. Nên đi bộ trước hay ăn sáng trước? Một số nghiên cứu cho thấy tập thể dục ở trạng thái nhịn ăn, trước khi ăn sáng, sẽ giúp cơ thể bạn đốt cháy nhiều chất béo hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn hạn chế và chưa hẳn là chính xác hoàn toàn. Thế nên, bạn nên làm theo sự thoải mái cũng như là làm sao để bạn cảm thấy phù hợp với thời gian của bạn nhất. Chỉ có điều, bạn nên chọn một bữa ăn lành mạnh và vừa đủ ăn thôi nhé. Tóm lại, đi bộ buổi sáng là một hoạt động. Nó không chỉ mang lại giá trị về sức khỏe, tinh thần mà còn giúp bạn có thêm nhiều người bạn cũng như là kết nối với cây cối nhiều hơn.